Nhiệt tình đó, thấy đồ ăn nhiệt tình đó. Năm này cũng trồng ở đằng ngay. Oh, năm này mình trồng ở nhà. Bé ở nhà trồng luôn á. Dạ, còn năm này là ở mua chợ. Năm này ở nhà. Wow, that's awesome. Tham quan không? Lát thầy dẫn cho đi tham quan. Dạ, dạ đi. Kế bên đây. Này nóng rồi thầy. Bao này món mình xèo chắc cũng mê à. Này nóng. Được rồi, được rồi. Nóng.